Mặc dù các bạn có thể biết giỏi, rất là giỏi tiếng Anh nhưng vẫn gặp nhiều cái khó khăn khi mà trả lời phỏng vấn. Đây là một điều đáng tiếc dành cho những các bạn mà du học sinh. Rất là nhiều bạn phỏng vấn visa thì thường bị lo lắng và gặp rất nhiều khó khăn trong các cái câu trả lời. Mặc dù các bạn có thể biết giỏi, rất là giỏi tiếng Anh nhưng vẫn gặp nhiều cái khó khăn khi mà trả lời phỏng vấn để xin visa. Và điều này thì làm gây ra những cái việc, thứ nhất là bị trượt visa này, thứ hai là visa bị chờ quá lâu, xét duyệt lâu hơn, rồi thứ ba nữa là họ yêu cầu nhiều giấy tờ hơn nữa. Rồi đương nhiên nếu như mà trượt visa thì bạn sẽ rất là khó khăn để xin được lại, đúng không nào? Thì chính vì vậy đây là một điều đáng tiếc dành cho những cái bạn mà du học sinh muốn phỏng vấn visa. Và sau đây thì Đào Quang Trung sẽ làm một video để giúp cho các bạn hiểu hơn về các cái cách thức để các bạn có thể xin phỏng vấn và một cách dễ dàng để vượt qua. Và các bạn đừng lo lắng về việc này. Thực ra phỏng vấn chỉ là một trong những cái yếu tố giúp cho các bạn có thể xin được visa. Vậy thì các bạn cần phải có những sự chuẩn bị. Và sau đây hãy theo dõi toàn bộ video để các bạn có thể dễ dàng để vượt qua các kỳ phỏng vấn, bất kỳ một cái kỳ phỏng vấn nào nhé. Cái mục đích để phỏng vấn xin visa để đi du học là một trong những cách để cái nước đó họ xác định bạn có thực sự nghiêm túc để khi đi du học hay không, bạn cũng có được cái sẵn sàng để đã được đi du học hay chưa. Và đương nhiên rồi, phỏng vấn visa là một trong những cái khâu vô cùng quan trọng và nó chính xác là cái điều mà các bạn có thể vượt qua để có thể đi sang được nước ngoài. Thì đây là một trong những cái khâu mà tiên quyết các bạn cần vượt qua. Chính vì thế video này sẽ làm cho các bạn, để giúp cho các bạn vượt qua được bất kỳ một cuộc phỏng vấn nào nhé. Rồi, câu hỏi số 1, tại sao bạn lại chọn cái trường đại học đó? Đây là một câu hỏi rất là thường xuyên của đại sứ quán. Họ sẽ hỏi các bạn đang chuẩn bị đi du học mà đi học một cái trường đại học nào đó, thì đương nhiên bạn cần phải là hiểu rất rõ về ngôi trường đó. Thế thì trước khi bạn đi phỏng vấn, bạn cần tìm hiểu kỹ về cái ngành bạn học, cái ngôi trường đó, cái số lượng học sinh, rồi cái vùng, cái trường đó ở khu vực nào. Thì đấy là những cái thông tin cơ bản nhất mà bạn cần nắm được ở cái ngôi trường đó. Và cái lý do tại sao bạn chọn trường đại học đó thì bạn có thể tìm hiểu thêm là cái ngành học các bạn học này, rồi bạn có thể tìm hiểu xem cái văn hóa, cái nền giáo dục ở quốc gia đó để bạn có thể trả lời cho đại sứ quán để họ biết được là bạn yêu quý cái môi trường đó như thế nào. Bạn cũng có thể tìm hiểu kỹ về số lượng học sinh, rồi các bạn có thể tìm hiểu cái văn hóa của trường cũng như là các thế mạnh, cái điểm mạnh của trường có thể giúp được cho bạn để bạn có thể có được cái kiến thức tốt hơn. Vì thế bạn sẽ dễ dàng thuyết phục được cái người phỏng vấn tin tưởng rằng bạn đang lựa chọn một cái trường đại học tốt nhất dành cho chính bạn, để bạn có thể có được một tương lai tốt đẹp hơn trong thời gian đi học tập tại đó. Câu hỏi số 2, tại sao bạn lại chọn quốc gia đó để đi du học? Ví dụ như là bạn đi du học Anh, thì vậy thì tại sao bạn lại lựa chọn Anh? Bạn đi du học Mỹ, tại sao bạn lại lựa chọn Mỹ? Thì đây là một câu hỏi rất là thường xuyên mà đại sứ quán họ sẽ hỏi các bạn. Trước khi đi du học thì bạn phải tìm hiểu kỹ cái quốc gia đó nó như thế nào, đúng không nào? Vậy thì trước tiên bạn hãy tìm hiểu kỹ xem ở quốc gia đó có những cái yếu tố nào hấp dẫn và thu hút bạn. Đầu tiên nói đến Anh chẳng hạn, ví dụ như là bạn thấy rằng là nước Anh là một nước phát triển về nền giáo dục và cái ngành nghề bạn đang học nó sẽ là một cái ngành mà tiên tiến mà giúp cho bạn phát triển trong tương lai. Cái thứ hai nữa đó là về yếu tố kinh tế xã hội ở Anh, ví dụ như là ở Anh thì rất là an toàn và giúp cho bạn có thể yên tâm khi học hành, bố mẹ bạn cũng rất là yên tâm khi mà gửi con sang đó học, đúng nào? Và thứ ba, Anh là một quốc gia mà rất là nhiều sinh viên ở quốc tế đa quốc gia đến học tập và là một trong những cái đất nước mà có nền giáo dục tốt nhất thế giới. Và như vậy bạn có thể là tăng trưởng cái sự tự tin, giao tiếp, có thêm nhiều kỹ năng từ các bạn khác, rồi tìm hiểu các cái văn hóa đa vùng miền ở các quốc gia khác, đúng không nào? Đấy chính là một trong những yếu tố mà bạn cần tìm hiểu ở cái quốc gia bạn sẽ đến để giúp cho bạn có thể trả lời một cách dễ dàng câu hỏi này nhé. Câu hỏi số 3 đó là chuyên ngành bạn học là gì và tại sao bạn lựa chọn cái chuyên ngành đó. Khi bạn đã lựa chọn một cái chuyên ngành nào đó thì bạn cần tìm hiểu kỹ là lý do tại sao bạn lại lựa chọn nó. Vậy thì đầu tiên bạn có thể trả lời đó là bạn lựa chọn cái ngành đó bởi vì nó là cái ngành mà bạn yêu thích. Đấy là điều số 1. Cái điều số 2 đó là bạn lựa chọn cái ngành đó bởi vì cái tương lai, cái tỷ lệ công việc của tương lai nó sẽ phục vụ được cho xã hội, phục vụ được cho loài người, phục vụ được cho chính cái khả năng phát triển của bạn trong tương lai. Đó chính là cái câu trả lời mà rất là nhiều cái người mà phỏng vấn họ rất là thích, đúng không nào? Rồi tại sao bạn lại lựa chọn cái ngành nghề đó thì nó còn liên quan cái yếu tố đó là với ngành học đó thì nó có dễ dàng để ra ngoài để xin việc này. Nó là một cái ngành mà nó sẽ ở trong cái trường đó nó giúp cho bạn có thể phát triển được, tăng trưởng lên này. Rồi nó là cái ngành mà xu thế của tương lai này. Thì đấy chính là những yếu tố mà bạn hoàn toàn có thể là trả lời và giúp cho nhà tuyển dụng người ta hiểu được rõ là vì sao bạn lại lựa chọn cái ngành nghề đó để
học tập và phát triển. Câu hỏi số 4 này, khi bạn đi du học thì bạn sẽ ở đâu? Đây là một câu hỏi rất là thường xuyên và nhiều sinh viên thì thường sẽ không nhớ là mình ở đâu để khi đi du học. Rất là nhiều sinh viên đã quên cái việc này, địa chỉ nơi học hay là học tập ở đâu, mình sẽ sống ở đâu thì các bạn không có tìm hiểu kỹ. Chính vì thế các bạn thường sẽ bị trượt câu hỏi này. Các bạn cần tìm hiểu rất là kỹ khi đi du học thì bạn học ở đâu. Ví dụ như là bạn học ở ký túc xá ở trường thì bạn cần nói rõ cho nhà tuyển dụng để họ báo cho bạn biết nhé. Rồi nếu như bạn ở gần trường, bạn ở có một cái địa chỉ cụ thể thì bạn cũng phải nói cho họ biết là bạn ở bên ngoài nhưng mà với một cái địa chỉ cụ thể, và từ trường đến cái cơ sở đó thì mất bao nhiêu thời gian, bạn cần phải cho người ta biết cái điều đó. Nếu như bạn ở với một người nào đó, ở với ai đó thì bạn cũng lên thông tin thật là kỹ để cho người ta hiểu được là bạn rất là biết rất rõ bạn ở đâu. Đương nhiên rồi, bạn cần chuẩn bị thật kỹ cái điều này để khi phỏng vấn thì bạn trả lời một cách dễ dàng. Rồi câu hỏi số 5 là bạn nhận cái nguồn tài trợ tài chính từ đâu và họ sẽ đóng bao nhiêu tiền cho bạn, tài trợ cho bạn bao nhiêu. Và đây là một câu hỏi chắc chắn sẽ nằm trong cái câu hỏi mà họ sẽ hỏi các bạn, đúng không nào? Đương nhiên rồi, học sinh thì không quan tâm nhiều đến vấn đề tài chính vì đã có bố mẹ lo rồi. Nhưng vấn đề là bạn cần phải biết nắm rõ được vấn đề tài chính để giúp cho bạn trả lời một cách khớp chính xác về cái hồ sơ bạn đã nộp cho họ. Bởi vì họ cần nắm bắt được chính xác rằng là có phải bố mẹ bạn tài trợ cho bạn đi du học hay không, hay là một cái nguồn tiền từ đâu đó. Vì vậy bạn cần phải nắm rất là rõ về cái nguồn tiền nó khớp với cái hồ sơ bạn đã cung cấp cho đại sứ quán, được không nào? Tiếp theo nữa, nếu như cái nguồn tài trợ đó là ở học bổng thì bạn cần phải có giấy xác nhận học bổng để giúp cho họ nắm được cái thông tin của bạn và khớp với những thông tin bạn đã cung cấp trước đó ở trong hồ sơ. Và nếu như bạn đi học tập tự túc thì đương nhiên bạn phải chứng minh xem thu nhập của bố mẹ bạn là bao nhiêu tiền, rồi công việc của bố mẹ bạn là gì, thì bạn phải nắm rõ những cái câu hỏi này. Nhiều bạn thì không quan tâm đến bố mẹ làm gì đâu, nhiều bạn không quan tâm bố mẹ kiếm bao nhiêu tiền đâu, nhưng rõ ràng khi bạn đi du học thì bố mẹ bạn phải chi trả được số tiền đó để bạn được học tập, đúng không nào? Vậy thì bạn cần hiểu rất rõ là bố mẹ chi trả bao nhiêu tiền, bảo trợ cho bạn bao nhiêu tiền để bạn đi du học một cách dễ dàng và lâu dài. Rồi thứ 6 đó là sau khi du học xong thì bạn có dự định gì? Đây là một trong câu hỏi mà người hỏi muốn xác định rằng bạn có nghiêm túc trong cái việc học hay không. Vì vậy, khi mà bạn trả lời câu hỏi này thì bạn hãy nhớ kỹ rằng là cái mục đích mình đi du học là gì, và cuối cùng là sau khi du học thì bạn mong muốn làm gì. Thì thông thường các bạn hãy trả lời rằng là các bạn sau khi đi du học thì muốn trở về Việt Nam để làm việc, thì đây là một câu hỏi đã an toàn nhất. Còn nếu như các bạn mà mong muốn ở lại làm việc thì cũng phải nói cho họ biết là vì sao bạn lại lựa chọn như vậy và bạn lựa chọn cái công việc đó ở đâu, thì các bạn cũng cần có nhiều cái thông tin hơn nữa để trả lời câu hỏi này. Nhưng mà theo tôi thì các bạn hãy trả lời rằng sau khi đi du học xong bạn sẽ quay trở về Việt Nam để làm việc và tiếp tục công việc tại Việt Nam, thì nó sẽ dễ dàng cho bạn hơn nhé. Câu hỏi số 7 đó là triển vọng nghề nghiệp của bạn. Đối với câu hỏi này thì người hỏi thì đương nhiên mong muốn tìm hiểu xem là bạn mong muốn cái triển vọng nghề nghiệp của bạn sau khi du học xong là gì. Chính vì thế bạn hãy cho họ biết được cái thông tin triển vọng nghề nghiệp, và khi bạn tìm hiểu thì hãy xem theo dõi cái ngành nghề của bạn để tương lai nó sẽ như thế nào. Và tiếp theo nữa là với công việc này thì nó sẽ có cái tương lai ra làm sao để cho bạn có thể thuyết phục được cái người phỏng vấn, họ hiểu được là bạn có quan tâm thực sự đến cái ngành nghề bạn đang học, chứ không chỉ là bạn chỉ đi học và không có một cái suy nghĩ về tương lai như thế nào cả, đúng không nào? Câu hỏi số 8 đó là mức lương của cái ngành nghề này bạn mong muốn là bao nhiêu? Đây là một câu hỏi mà rất là nhiều bạn có thể sẽ trả lời sai, hoặc là bạn chẳng quan tâm tới gì cả, bởi vì bạn đang chuẩn bị đi học chứ bạn cũng chưa quan tâm đến việc làm sau này, đúng không nào? Thế nhưng đương nhiên họ sẽ hỏi câu hỏi này bởi vì họ xác định rằng bạn đi học thì bạn phải có được cái tìm hiểu để tương lai bạn mong muốn như thế nào, đúng không? Vì vậy khi bạn trả lời thì bạn cũng trả lời theo cái mức lương của Việt Nam đồng, nhớ không nào? Để khi bạn quay trở về Việt Nam bạn phải làm theo cái mức lương của Việt Nam, và bạn cũng tìm hiểu xem cái ngành nghề mà ở Việt Nam thì cái mức lương trung bình nó là bao nhiêu để có thể trả lời một cách dễ dàng. Và bạn cũng đừng đưa ra một cái mức lương quá phi lý và không có thực tế để gây khó khăn cho cái câu trả lời này, được không? Và đây chính là một trong những cách để các bạn có thể thuyết phục được cái người phỏng vấn biết rằng bạn khi
đi du học bạn đã có một cái sự chuẩn bị và một cái kế hoạch tương lai rất là rõ ràng và một cái mức lương bạn mong muốn để sau đó khi quay trở về Việt Nam bạn có thể kiếm được cái mức thu nhập đó. Rồi câu hỏi thứ 9, đó chính là câu hỏi cuối cùng, đó là bạn có dự định như thế nào sau khi tốt nghiệp, có dự định ở lại cái quốc gia đó làm việc sau khi tốt nghiệp hay không? Đây là một câu hỏi tôi nghĩ rằng rất nhiều bạn sẽ rất là khó trả lời, đúng không nào? Và nếu như bạn không biết, bạn không tìm hiểu kỹ, bạn sẽ trả lời sai một cách dễ dàng thôi. Vì vậy, sau đây tôi sẽ hướng dẫn cho bạn một cách chi tiết nhất để trả lời câu hỏi cuối cùng này nhé. Với cái câu hỏi này thì cái người phỏng vấn sẽ xác định bạn có mong muốn ở lại làm việc hay là bạn trở về nước để bạn làm việc. Vì vậy, nó liên quan đến cái chính sách nhập cư và chính sách ở lại sau khi tốt nghiệp. Một số quốc gia thì họ sẽ cho chúng ta ở lại sau khi tốt nghiệp, một số quốc gia thì không. Chính vì vậy, bạn cần tìm hiểu thật kỹ các cái chính sách nhập cư. Còn nếu không tìm hiểu được thì bạn chỉ cần trả lời một cách đơn giản, đó là sau khi đi du học thì tôi muốn quay trở về Việt Nam để tôi làm việc ở Việt Nam. Đây là một câu trả lời một cách dễ dàng nhất, đơn giản nhất và bạn không cần phải trả lời thêm. Vì vậy, nếu như bạn mong muốn dễ dàng thì bạn hãy trả lời một cách rõ ràng như vậy để cho người phỏng vấn họ tin tưởng bạn nhé. Và UKVI cũng sẽ dễ bị thuyết phục hơn khi bạn quay trở về Việt Nam và học tập xong thì làm việc ở Việt Nam. Đó chính là câu trả lời dành cho bạn. Vừa rồi là những cái câu hỏi cũng như là các cái câu trả lời dành cho các bạn. Và nếu như chắc chắn rồi, nó sẽ còn rất là nhiều câu hỏi khác nữa. Và nếu như bạn có câu hỏi nào mà bạn mong muốn thảo luận thì chúng ta hãy đặt cái comment xuống phía dưới này được không nào? Và nếu như bạn thấy video này hữu ích và giúp đỡ được cho bạn nhiều hơn thì bạn có thể chia sẻ cho những người bạn của bạn nữa. Và đương nhiên rồi, bạn để bạn có thể theo dõi được những video tiếp theo của Đào Quang Trung thì bạn hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh của Đào Quang Trung để theo dõi những video tiếp theo. Và chúng ta sẽ cùng thảo luận về các chủ đề như là du học, kinh nghiệm du học, kinh nghiệm sống và làm việc, các cái chi phí liên quan đến du học, rồi tiếng Anh, rồi các cái trải nghiệm bên nước ngoài. Thì đây là chính là những cái chủ đề mà chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận ở những video tiếp theo. Và sau đây thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc cho các bạn thành công nhé.